Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại cùng tô tranh cát nha. Hôm nay mình sẽ tô hình ảnh chiếc thuyền buồm này nha. Đây là một chiếc thuyền buồm mà không biết là các bạn đã nhìn thấy ở ngoài chưa. Mình thì mình chưa thấy, mình chỉ thấy ở trên tivi thôi. Mình bắt đầu tô nha. Mình sẽ tô những cái cột này trước đi. Mình sẽ chọn màu đậm nên là mình sẽ tô cột trước để tí nữa nó không có bị lem màu ra đó. Thì thuyền buồm á là một loại thuyền được chạy bằng sức gió. Khi mà gió thổi vào căng những cánh buồm này nè các bạn, thì thuyền sẽ được đẩy đi. Ở nhiều nước ở trên thế giới á, như là ở châu Âu hoặc là châu Mỹ, thì cái bộ môn mà đua thuyền buồm á là rất là được ưa chuộng, rất là được yêu thích á. Mình sẽ sử dụng màu màu nâu đi. Còn như ở Việt Nam mình á, thuyền buồm mấy bạn có biết là ở đâu không? Ở Vịnh Hạ Long nè. Vịnh Hạ Long á thì mọi người sử dụng thuyền buồm á để chở khách du lịch hoặc là để đi đánh bắt hải sản á. Tiếp theo mình sẽ tô những cánh buồm nha. Cánh buồm là một trong những bộ phận rất là quan trọng của thuyền buồm. Vì nhờ cái cánh buồm mà thuyền nó mới chạy được á. Cái cánh buồm á các bạn thì được làm từ những cái vật liệu mỏng, có thể là vải, ni lông hoặc là nhựa, may thành những cái hình tam giác hoặc là hình tứ giác. Người ta cũng căng lá buồm ở trên cái cột buồm nhờ vào một hệ thống dây kéo và ròng rọc. Tác dụng chính là dùng để bắt gió và nó chuyển thành cái lực đẩy để con thuyền nó hãy lướt lên mặt biển. Và tất nhiên là người ta cũng sẽ tính ở cái hướng gió để mà đưa thuyền đi. Đó thiệt là nổi đúng không? Tiếp theo mình dùng màu hồng nha. Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh lá nha. Ở đây là thân thuyền nè các bạn. Nó giúp cho chiếc thuyền nổi trên mặt nước á. Và một cái bộ phận quan trọng nữa là bánh lái. Bánh lái thì nó sẽ nằm ở vị trí ở khoảng đuôi tàu á. Thì nó bánh lái hình tròn mấy bạn, thì giúp là định hướng được cái hướng đi của tàu. Bạn biết là gì không? Là mỏ neo. Khi chúng ta muốn dừng lại á thì chúng ta sẽ thả neo xuống. Này thì chúng ta sử dụng màu gì ta, màu cam đi. Khác với các loại thuyền chạy bằng động cơ máy móc thì thuyền buồm làm chạy hoàn toàn và nhờ vào sức gió. Và một điều thú vị là thuyền buồm nó có thể chạy ngược gió. Cái này mình chưa bóc ra mà. Giờ thì mình sẽ bóc ra.
Nếu mà xuôi gió thì thuyền không có chạy được đâu các bạn, nó phải chạy ngược gió. Như trên thế giới á, là nó cũng có tổ chức nhiều cái cuộc đua thuyền buồm ở cự ly ngắn hoặc là ở những cự ly dài như là vòng quanh thế giới luôn á. Rồi, còn những phần này. Này mình tô hết màu xanh da trời luôn. Ở trên thế giới thì họ những cái cuộc đua thuyền á nó cũng diễn ra hàng năm. Mình sử dụng màu xanh da trời đậm ha. Vào năm 2004 á, thì một người Pháp đã lần đầu tiên trở thành người đầu tiên là dùng đua thuyền đi thuyền buồm vòng quanh thế giới trong thời gian là 72 ngày. Và chỉ một năm sau đó thì một người phụ nữ người Anh đã phá kỷ lục này với cái thời gian á, là chỉ ngắn hơn 1 ngày rưỡi thôi, tức là bà chỉ mất khoảng 71 ngày và 14 giờ để mà hoàn thành cái hành trình vòng quanh thế giới của mình, rất là đáng nể ha. Là đây dưới này mình cũng sẽ là sóng á, vượt sóng á, thì là mình dùng màu xanh nhạt, xanh nước biển ha. Cái kỷ lục vòng quanh thế giới của người phụ nữ người Anh á là kéo dài đến 12 năm cho đến năm 2016 thì một người Pháp đã phá kỷ lục với hành trình là 49 ngày và 3 giờ, tức là ngắn hơn đến 22 giờ. Tuy nhiên cái kỷ lục này á chỉ khoảng 1 năm sau đó thì cũng là một người Pháp khác, anh đã hoàn thành cái hành trình của mình trong với thời gian là 42 ngày 16 giờ, ngắn hơn lượt trước đó là 22 ngày lận. Cái phần này mình sẽ không bỏ ra. Vậy là đã có 4 người hoàn thành cái hành trình đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm. Trong đó là có 3 người Pháp và một người phụ nữ người Anh. Tuy nhiên thì hành trình mà đi vòng quanh thế giới á, thì nó có rất là nhiều rủi ro về thời tiết nè, về sức khỏe, một mình phải vượt đại dương. Nên là chúng ta cần phải có rất là nhiều kiến thức mà về nhiều kinh nghiệm, sức khỏe và ý chí, cả lòng quyết tâm và dũng cảm nữa. Rất là nể phục những người đi vòng quanh thế giới bằng thuyền, đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.